Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là đầu tuần ngày thứ hai tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi. Và wow, ngày này đã, đã tới rồi các bạn đó chính là ngày bầu cử tại hoa kỳ nó sẽ bắt đầu vào sáng ngày mai các bạn và chúng ta cũng đã từng nói đến cái ngày này đã bắt đầu từ một năm trước rồi một năm nó nó trôi qua rất là nhanh các bạn thôi còn nhớ đó cái thời điểm này năm ngoái chúng ta đang bàn luận về năm nay đó chúng ta sẽ có những cái sự kiện lớn liên quan tới bitcoin etf chúng ta không có nghĩ đến là sẽ có Ether ETF nữa các bạn. Chúng ta nói tới là Bitcoin bình chúng ta nói tới là bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Và chúng ta nghĩ là giờ này năm sau đó thì giá Bitcoin sẽ đâu đó xoay quanh cái đỉnh cũ. Và bây giờ thì sao các bạn? Bây giờ đó thì nó cũng như là chúng ta suy nghĩ một năm trước đó. Và chúng ta nhìn lại cái mức giá đó ngày 4 tháng 11 năm 2023, đúng một năm về trước đó thì lúc đó giá Bitcoin là 35.000 đô. Và chúng ta nghĩ là nếu như mà giá Bitcoin đi theo chu kỳ 4 năm đó thì cái mức bây giờ sẽ đâu đó là gần 69.000 đô. Và nếu như là như vậy đó thì thị trường nó sẽ sôi động lắm. Và các bạn cũng thấy được là bây giờ đó thì thời tiết ở Cali cũng đã trở lạnh rồi. Thì chúng ta nghĩ là sẽ rất là ấm áp khi mà giá Bitcoin trở về cái mức gần 69.000 đô. Tất cả những điều đó đã xảy ra các bạn. Nhưng mà tình hình bây giờ đó thì không có sôi động như là chúng ta nghĩ. Mặc dù là giá Bitcoin đã tốt nhưng mà tôi nghĩ là một phần lớn tại vì chúng ta không thấy cái sự tăng trưởng liên quan tới all coins như là nhiều bạn mong đợi cái đó thường hoàn toàn hiểu thì chúng ta sẽ bước qua ngày mai đó chính là ngày bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ các bạn cái ngày mà chúng ta đã nói đến liên tục trong vòng mấy tháng qua rồi và đến thời điểm bây giờ đó thì xem những cái thông tin như là liên quan đến poly market hay là chúng ta nói tới những cái thống kê trên những trang cá cược đó cũng không còn ý nghĩa nhiều rồi các bạn nhưng mà nếu các bạn quan tâm đó thì những chỉ số ngày hôm nay cũng không khác gì nhiều so với ngày hôm qua Trump vẫn dẫn đầu trong những cái trang web cá cược nhưng mà những trang web thống kê truyền thống đó thì hiện bây giờ Harris vẫn dẫn đầu các bạn những cái thông tin này nó cũng đã không còn quan trọng nữa tại vì ngày mai thì chúng ta sẽ có những cái kết quả cụ thể hơn các bạn để Thuận sẽ chia sẻ một cái câu hỏi mà Thuận nhận được gần đây đó chính là ở đâu chúng ta mới biết được cái thông tin liên quan tới kết quả bầu cử nhanh nhất. Thuận sẽ nói về đề tài đó một lát nữa. Nhưng mà những cái thông tin cá cược này đó nó cũng không còn quan trọng nữa các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ có những cái thông tin chính thức thì chúng ta sẽ thấy được tình hình nó rõ ràng hơn. Và đến bây giờ đó thì Thuận nghĩ là những gì mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn về bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ nó có ảnh hưởng như thế nào đó với chuyện crypto đó Thuận cũng đã nói hết rồi. Thuận cũng không muốn lặp lại trong video này. Và chúng ta cũng đã thấy được là đối với thị trường crypto nói chung đó thì cũng đã rất nỗ lực rồi các bạn cũng đang thấy được là trong cuộc bầu cử này cái nhóm vận động hành lang Fairshake đó là một cái nhóm mà chuyên về crypto họ cũng đã quyên góp tổng cộng là 78 triệu đô la cho những ứng cử viên các bạn không phải là liên quan tới ứng cử viên tổng thống mà những ứng viên cho những cái chức vụ trong quốc hội khác nhau các bạn thì nói chung cộng đồng crypto cũng đã rất là nỗ lực trong cái cuộc bầu cử này rồi chúng ta bây giờ chỉ ngồi chờ đợi kết quả mà thôi. Và nếu như các bạn nhìn vào thị trường tài chính nói chung đó thì hôm nay là một màu đỏ các bạn. Chúng ta nhìn thấy chỉ số Nasdaq giảm 0.33%, chỉ số S&P 500 giảm 0.28 và chỉ số Dow Jones giảm 0.61. Và chúng ta cũng nên thấy được là thị trường crypto đó nói chung thì cũng đã giảm liên tục 2-3 ngày qua các bạn với Bitcoin hôm nay giảm xuống tới mức là 66.700 đô thì bây giờ đã hồi lại mức là 68 nhưng mà các bạn vẫn thấy cái mức này là thấp hơn so với lại 2-3 ngày trước các bạn khi mà chúng ta vẫn ở mức là 69-70.000 đô và toàn thị trường crypto đó thì vốn hóa giảm khoảng chừng là 2.7% các bạn với Bitcoin giảm khoảng chừng là 0.7% so với mức giá của ngày hôm qua và all coins thì các bạn nhìn thấy tiếp tục là một màu đỏ thì bây giờ và chúng ta nhìn vào hợp đồng tương lai đó pre market à, của chứng khoán thì các bạn nhìn thấy được là chỉ số futures cả ba đó thì đều không có di chuyển nhiều các bạn nói chung đó, chúng ta có thể đang chứng kiến một cái cảnh tượng là thị trường tài chính thật sự nín thở chờ thông tin bầu cử các bạn tại vì pre market không có di chuyển chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu ngày hôm nay đây thì hầu như cũng không có di chuyển các bạn vẫn ở mức là 71 đô 36 cent cho một thùng dầu hợp đồng của vàng đó hôm nay cũng không di chuyển các bạn các bạn nhìn thấy được ở mức là 2.744 cho một ounce vàng. Về crypto đó thì các bạn thấy được là sau khi giảm xuống còn 66.000 đô cho Bitcoin đó thì chúng ta nhìn thấy Bitcoin cũng đã hồi trở về cái mức là 68.000 đô. Ngày mai là một ngày sẽ cực kỳ sôi động các bạn. Tôi nghĩ là những bạn nào mà theo dõi kênh cũng đã có cái sự chuẩn bị ra tuần này đó là một tuần mà rất là dao động. Chúng ta chưa gì hết đó, đã thấy cái sự động bắt đầu từ ngày hôm qua và nó kéo dài cho đến ngày hôm nay các bạn và chúng ta thật sự đã có nhiều cái thông tin tốt trong video này liên quan đến thị trường crypto nhưng mà những thông tin đó nó đã bị che lấp đi bởi thông tin liên quan tới bầu cử tổng thống đó là cái thông tin lớn nhất hiện bây giờ mà thị trường tài chính đang quan tâm các bạn và nói tới bầu cử ở Hoa Kỳ đó thì một câu hỏi thường thường gặp gần đây đó chính là cái nguồn đầu tiên công bố người chiến thắng là ở đâu làm sao chúng ta biết được thì câu trả lời là các phương tiện truyền thông sẽ là nguồn đầu tiên công bố người chiến thắng sau khi họ nhận được dữ liệu bỏ phiếu để các bạn hiểu rõ hơn đó là các trang web cá cược lớn như là Polymarket họ sẽ giải quyết tất cả các cược khi mà chúng ta có associated press chúng ta có đài fox và đài nbc cùng đưa ra một kết quả cho cùng một ứng cử viên cho nên những bà nào mà tham gia vào cá cược ở trên polar market các bạn cũng nên hiểu điều này họ cũng đã để rất rõ ràng ở trong cái quy định của họ họ để là thị trường cá cược tổng thống này sẽ được quyết toán khi mà associated press đài Fox và đài NBC đều tuyên bố cùng một ứng cử viên thắng cử. Trong trường hợp hiếm hoi điều đó không xảy ra, thị trường vẫn sẽ mở cho đến ngày nhậm chức và sẽ được quyết toán cho người nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Hầu hết á, chúng ta thấy được là cả ba nguồn này sẽ xác nhận cùng một người chiến thắng. Rất hiếm khi chúng ta có một cái sự bất đồng giữa ba cái nguồn này. Và để các bạn hiểu rõ hơn đó là cái nguồn đầu tiên cung cấp kết quả nó khác với nguồn chính thức. Ở Hoa Kỳ đó thì có một cái quy trình chính thức công nhận người chiến thắng thông qua việc bỏ phiếu của đại cử tri đoàn vào tháng 12 nhưng mà lá phiếu đó được cho là sẽ phù hợp với kết quả dựa trên dữ liệu bỏ phiếu của từng bang và có một cái sự công nhận chính thức từ quốc hội vào tháng 1. Nhưng mà điều này nó chỉ mang cái tính nghi thức mà thôi. Sau khi mà các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào đêm bầu cử, tùy theo là các bạn ở thành phố nào hay là ở tiểu bang nào, những cái tiểu bang như là New York đó thì mở cửa sớm hơn và đóng cửa sớm hơn. Ở Cali đó thì sẽ mở cửa trễ hơn và đóng cửa trễ hơn các bạn tùy theo là cái múi giờ. Nhưng mà sau khi mà các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa đó thì sự chú ý sẽ chuyển sang Associated Press và các đài truyền hình lớn để báo cáo kết quả và công bố ai sẽ là tổng thống tiếp theo các tổ chức tin tức sẽ là nguồn đầu tiên công bố người chiến thắng và Associated Press đã thống kê phiếu bầu mà nhiều tổ chức tin tức hàng đầu dựa vào để đưa ra dự báo và tuyên bố người chiến thắng kể từ năm 1848 một số năm đó chúng ta biết kết quả bầu cử tổng thống trong vài giờ sau khi mà các điểm bỏ phiếu đầu tiên đóng cửa nhưng mà trong những năm gần đây đó, thời gian đã lâu hơn các bạn. Thì đây là cái cách hoạt động của mỗi cái đợt bầu cử ở Hoa Kỳ. Có một số trường hợp ngoại lệ, giống như là đòi hỏi đếm lại đó thì sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng mà khi điều đó xảy ra thì chúng sẽ chia sẻ thêm thông tin với các bạn. Nhưng mà đây là các hoạt động thông thường của những cái đợt bầu cử ở Hoa Kỳ. Cái nguồn đầu tiên chia sẻ Ai đắc cử, đó chính là những cái đài truyền hình các bạn. Và những cái đài truyền hình đó, đó thì dựa theo thống kê đến từ AP hay còn gọi là Associated Press. Có thể là một số người họ sẽ không có công nhận kết quả từ những đài truyền hình, họ nghĩ là có gian lận hay gì đó. Nhưng mà cái đó lại là vấn đề của tòa án các bạn, chứ không phải là cái vấn đề cung cấp cái thông tin đến từ những đài truyền hình. Hai cái đó nó khác nhau. Cho nên tôi muốn chia sẻ kỹ để các bạn hiểu được. Giống như là năm 2016 đó thì các bạn thấy được là ngay trong đêm khuya đó, tôi nhớ khoảng 2 giờ sáng thì lúc đó đã công bố đó Donald Trump là tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ và ngay lúc đó, đó thì Donald Trump cũng đã lên sân khấu và cũng đã đọc cái bài viễn văn công bố mình là người chiến thắng và cũng trong đêm đó luôn các bạn thấy được là Hillary Clinton thì cũng đã đọc cái bài viễn văn là công bố là mình đã thất bại trong cái cuộc bầu cử ngay đêm đó luôn các bạn chứ không phải là họ chờ cho đến khi mà có cái phiếu bầu đến từ đại cử tri một tháng sau đó hay là đợi tới tháng 1 đó là cái hoạt động thông thường nhưng mà trong trường hợp mà có tranh chấp hay là nghi ngờ gian lận hay là gì đó đó thì một bên sẽ không đồng ý kết quả các bạn và nó sẽ dẫn đến nhiều cái tình hình phức tạp hơn khi nào đến đó thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn thuận nói thêm cái phần này đó tại vì cách đây 4 năm khi mà có bầu cử tổng thống đó thuận chia sẻ thông tin thì lại có một số bạn đó giống như là không có hiểu rõ thì lại nói là từ khi nào mà báo chí và truyền thông là nơi công bố kết quả bầu cử từ năm 1848 các bạn, thuần chỉ là người đưa tin mà thôi. Ngày mai sẽ một ngày mà rất là sôi động các bạn. Và chúng ta cũng thấy được là ngân hàng đầu tư Goldman Sachs lại đưa ra một số kịch bản về bầu cử và họ nói là trong trường hợp mà Trump thắng và Đảng Cộng hòa chiếm đa số ở Quốc hội, xác suất này đã là 25%. Nếu là như vậy đó thì chỉ số S&P 500 sẽ tăng 3%. Nếu như mà chúng ta có trường hợp mà Trump thắng với quốc hội chia rẽ nghĩa là một đảng chiếm thượng viện, một đảng chiếm hạ viện thì xác suất này là 30% và chỉ số S&P 500 có thể tăng 1.5%. Trong trường hợp mà Harris thắng với đảng dân chủ chiếm đa số, xác suất này đó thì rất là thấp khoảng chừng là 5% mà thôi. Nếu như vậy đó thì chỉ số S&P 500 có thể giảm 3%. Và trong trường hợp là Harris thắng với quốc hội chia rẽ thì xác suất là khoảng 40% và lúc đó đó thì ước tính chỉ số S&P 500 sẽ giảm 1.5% đó là ước tính từ ngân hàng Goldman Sachs nói chung đó là nếu như mà Trump không thắng thì tất cả sẽ rất là đỏ đó là dựa theo Goldman Sachs các bạn nhưng mà chúng ta cũng thấy được là riêng về Bitcoin đó thì công ty Bernstein cũng đã đưa ra một cái ước tính nếu như mà Trump thắng đó thì Bitcoin sẽ tăng lên tới phần trăm Còn nếu như mà Trump không thắng thì sẽ có thể dẫn đến Bitcoin giảm xuống cái hướng là 50.000 đô các bạn. Nói chung đó thì ngày mai ra sao cũng không có dám chắc các bạn chỉ là một cái suy nghĩ chung là nếu mà trâm thắng đó thì có thể là có nhiều màu xanh xuất hiện, còn trâm không thắng ngày mai đó thì sẽ có nhiều màu đỏ xuất hiện các bạn. Đó chính là cái suy nghĩ được đưa ra bởi Bernstein cũng như là Goldman Sachs. Nhưng mà Bernstein thì cũng đã nhắc lại là cái đó là về ngắn hạn mà thôi. Về dài hạn đó thì họ vẫn có lòng tin là cho dù ai là tổng thống kế tiếp đi nữa đó thì về dài hạn Bitcoin vẫn sẽ hướng về cái mức là 200.000 đô vào cuối năm 2025 các bạn. Và chúng ta cũng nhìn thấy trên màn hình đây là cái biểu đồ giá của Bitcoin qua những cái đợt bầu cử thông cũng từng chia sẻ một cái biểu đồ tương tự với các bạn thường nhớ là ngày hôm qua hay trước đó rồi thường sẽ nói nhanh mà thôi. Thì các bạn nhìn thấy được là cái đường màu trắng là giá của BTC bên dưới này đó là những ngày bầu cử của Hoa Kỳ từ khi mà có Bitcoin các bạn. Giống như là năm 2012 thì chúng ta nhìn thấy được là sau khi bầu cử đó thì có thể là Bitcoin khôi có cái sự điều chỉnh gì đó nhưng mà dài hạn vẫn tiếp tục tăng chúng ta nhìn thấy năm 2016 thì sau bầu cử đó thì Bitcoin khôi vẫn tiếp tục tăng năm 2020 đó thì cũng tương tự như vậy các bạn và chúng ta cũng đã biết là trong thời gian 16 năm qua thì đã có biết bao nhiêu là tổng thống đảng này và đảng kia các bạn và chúng ta cũng có quốc hội được nắm quyền về đảng này hay đảng kia thì chúng ta cũng thấy được là về dài hạn đó, thì cái mà quan trọng nhất đó chính là chi tiêu của chính phủ Hoa Kỳ các bạn, nợ công ngày càng tăng lên lạm phát tiếp tục diễn ra đó là cái yếu tố chính dẫn đến đồng đô la mất giá và dẫn đến là giá Bitcoin tăng trưởng các bạn là một tài sản lưu trữ giá trị và nhiều khi đó thường không biết là Satoshi cố tình hay là chỉ vô tình mà thôi nhưng mà các bạn thấy được là Bitcoin bình thì nó đi xong với là những năm bầu cử ở Hoa Kỳ và đặc biệt đó là chúng ta cũng đã thấy được là sau khi có Bitcoin hà bình thì trung bình khoảng chừng là 8 tháng, 6 tháng, 8 tháng sau đó đó thì giá Bitcoin lại có cái sự tăng trưởng và đạt đỉnh mới và các bạn cũng đã nhớ là năm nay đó thì hà bình đâu đó là vào tháng 4 thì có nghĩa là 6 tháng sau là tháng 10 8 tháng sau là tháng 12 thì đâu đó trong phạm vi đó chúng ta sẽ thấy được là giá Bitcoin sẽ trở về đỉnh cũ, lập đỉnh mới và đó cũng là cái thời gian mà có bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ và chúng ta cũng thấy được là cái chu kỳ 4 năm mà chúng ta đã có à, từ khi Bitcoin tới bây giờ đó thì à, cái chu kỳ 4 năm đó nó cũng song song với lại cái à, chu kỳ thả lỏng tiền tệ quốc tế, không biết là vô tình hay là cố ý các bạn. Nếu như là cố ý đó thì à, Satoshi, người đó hay những người đó đó họ thật sự hiểu về tình hình kinh tế vĩ mô. Và nếu chúng ta nhìn vào giá của Bitcoin đó thì à, chúng ta nhìn thấy được là vào ngày bầu cử Hoa Kỳ năm 2012 đó, lúc đó là ngày 6 tháng 11 năm 2012 thì giá Bitcoin Bitcoin là 11 81 đô 81 cent tới bầu cử kế tiếp của Hoa Kỳ năm 2016 ngày 8 tháng 11 của năm đó đó thì giá Bitcoin nó lên tới 719 đô và tới ngày bầu cử Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 thì chúng ta nhìn thấy được là giá Bitcoin nó lên tới là 14.902 đô và ngày mai đó cho dù ra sau đây nữa đó chúng ta cũng thấy được là giá Bitcoin cũng đã có cái sự tăng trưởng cực kỳ mạnh so với lại cái giá Bitcoin của cái chu kỳ trước đó vào thời kỳ bầu cử các bạn cũng thấy được là khi mà zoom ra đó thì mà 4 năm các bạn mới có thể thật sự thấy được là Bitcoin đi xa và giá Bitcoin tăng nhanh đến cỡ nào và đây cũng là một trong những lý do tại sao mà Thuận lựa chọn Bitcoin đầu tư dài hạn và đó là cái phần lớn nhất trong danh mục đầu tư của Thuận. Nhiều bạn nói là Bitcoin nhàm chán không tăng trưởng bao nhiêu cái đó nó chỉ đúng khi các bạn nhìn ngắn hạn mà thôi giống như là trong năm nay đó thì bitcoin tăng khoảng chừng là trăm phần trăm hay gì đó các bạn hoàn toàn có thể tìm thấy những cái đồng altcoin sẽ tăng trưởng gấp mấy lần bitcoin của các bạn như là solana nhưng mà khi các bạn so sánh xa hơn giống như là trong vòng 3 năm qua, 4 năm qua, 5 năm qua, 6 năm qua thì các bạn mới thấy được là nhiều altcoins bây giờ các bạn nhìn thấy tăng trưởng mạnh nhưng mà trước đó không có xuất hiện các bạn và nhiều altcoins trước đó tăng trưởng mạnh nhưng mà bây giờ đó thì cái giá vẫn còn cách xa cái đỉnh rất là nhiều. Trong khi Bitcoin đó thì trong thời gian ngắn các bạn có thể cảm thấy là không tăng trưởng mạnh nhưng mà Bitcoin tồn tại chu kỳ này qua chu kỳ nọ từ khi mà có crypto tới bây giờ và cái mức độ tăng trưởng đó là các bạn thấy được là tăng trưởng năm này tăng trưởng so với cái mức của tăng trưởng năm trước đó và năm trước đó nó là một cái sự tăng trưởng kép các bạn. Dần nên chúng ta thấy được là qua nhiều năm đó thì cái sự tăng trưởng của Bitcoin cực kỳ kinh khủng khi mà chúng ta zoom ra các bạn mới thấy được sức mạnh của phần trăm tăng trưởng kép là như thế nào và chúng ta cũng đừng quên là tuần này không phải là chỉ có bầu cử tổng thống đâu các bạn đương nhiên đó là thông tin lớn nhất nhưng mà chúng ta vẫn có một cái sự kiện lớn nữa đó chính là vào thứ năm tại hoa kỳ sẽ là cái ngày mà phép hợp và công bố lãi suất các bạn thì chúng ta có một cái thông tin được chia sẻ bởi kobe ladder thị trường lao động ở hoa kỳ đã đang cho thấy dấu hiệu suy yếu với cái sự sụt giảm mạnh trong ngành sản xuất các bạn 46.000 việc làm đã bị mất trong tháng 10 đánh dấu mức giảm lớn nhất Nhất kể từ tháng 4 năm 2020. Và đây là cái số lượng là việc làm trong ngành sản xuất mà thôi. Việc làm trong ngành sản xuất đã giảm 45 tháng gần đây, tổng cộng mất đi 88.000 việc làm và đạt mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Việc làm trong khu vực tư nhân thì cũng giảm là 28%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 12 năm 2020 trong khi việc làm trong khu vực chính phủ đó thì tăng 40.000 trong cùng một thời gian. Những thông tin này đó thì nói chung nó cho chúng ta thấy gì các bạn? Dữ liệu thị trường lao động cho thấy là xu hướng vẫn đang tiếp tục suy yếu. Tuy là chưa đến mức gọi là tệ các bạn nhưng mà các bạn thấy được rất rõ ràng là thị trường lao động đó ngày lại càng yếu hơn. Và Fed đó thì có thể lo ngại về kịch bản lạm phát có thể tăng trở lại do đó chưa quyết tâm giảm mạnh lãi suất chuyện đó có thể hoặc là sẽ không xảy ra các bạn tuy nhiên hiện tại đó, thị trường việc làm sẽ là cái mối quan tâm của Fed hiện bây giờ và vì lý do đó, đó thì Thuận vẫn kỳ vọng là Fed sẽ giảm lãi suất 0,25% và cuộc họp tuần này các bạn và chỉ số CME bây giờ đó thì vẫn nghiêng về cái khả năng đó chúng ta nhìn thấy được là cập nhật mới nhất của CME là 99.5% nghiêng về là Fed xem lãi suất là 0,25 hy vọng là vậy các bạn <laughs> chứ nếu không đó, thị trường lại sẽ là một màu đỏ nếu như mà Fed quyết định là không giảm lãi suất và chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin đi phần lớn rất là tích cực đối với lại thị trường crypto các bạn trước hết ta chúng ta hãy nói tới cái thông tin liên quan tại Vương quốc Anh tại vì công ty Cartwright đây là công ty họ quản lý quỹ hưu trí các bạn và họ quản lý tới hàng tỷ đô la tại Vương quốc Anh họ vừa công bố đó là họ đã phân bổ 3% vào Bitcoin cho một trong những khách hàng của họ và kêu gọi các nhà đầu tư tổ chức tại nước Anh nên theo kịp các đối thủ trên toàn thế giới trong việc ủng hộ Bitcoin. Những cái gì các bạn có nghĩa là đây là một công ty đó họ quản lý những quỹ hưu trí và một trong những khách hàng của họ đó thì họ đã quyết định phân bổ 3% tiền của cái quỹ đó vào Bitcoin các bạn. Đây là cái quỹ hưu trí đầu tiên ở nước Anh mà chúng ta biết đầu tư trực tiếp vào Bitcoin. Một cái thông tin rất là lớn luôn các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin bây giờ đã, đã không còn là một cái loại tài sản mà dành cho những người mà họ chỉ thích mạo hiểm mà thôi. Các bạn thấy được là Bitcoin không còn là một cái loại tài sản mà chỉ riêng cho những người mà họ đầu cơ nữa. Hay là đầu tư ngắn hạn. Những quỹ hưu trí là những cái quỹ mà đầu tư dài hạn. Và các bạn cũng thấy được là chúng ta có một số quỹ hưu trí bây giờ họ đã bắt đầu đầu tư vào Bitcoin rồi Và Bitcoin bây giờ đó thì phần lớn vẫn được xem như là một cái công cụ đầu tư ngắn hạn thường đã từng chia sẻ với các bạn trong những cái cuộc khảo sát gần đây Nhưng mà chúng ta được là đó không có phải là cái điểm đến cuối cùng của Bitcoin Bitcoin đó thì đang là một cái loại tài sản mà được hình thành các bạn Và Bitcoin là gì sẽ được thay đổi theo thời gian Các bạn thấy được là càng ngày sẽ càng có nhiều người có lòng tin Bitcoin là một vàng điện tử tài sản đồ chữ giá trị hơn Chỉ là chúng ta cần thời gian mà thôi Và rất rõ ràng chúng ta nhìn thấy những quỹ hưu trí bây giờ họ cũng đã đi ý đến Bitcoin rồi Và chúng ta cũng thấy được là David Bailey CEO của Bitcoin Magazine cũng đã dự đoán là các quốc gia sẽ sớm đầu tư vào Bitcoin với cái quy mô là hàng tỷ đô la. Nhiều quốc gia đã thử nghiệm đào Bitcoin trong nước của mình rồi, chuyển từ các dự án thí điểm là 100 MW lên quy mô là gigawatt và có kế hoạch thiết lập dự trữ Bitcoin qua ngân hàng trung ương hoặc là quỹ tài sản quốc gia mới đầu đó nghe những thông tin như thế này đó chúng ta không có tin được các bạn chỉ là cảm thấy nó cũng khá là xa về những quốc gia mà ít ai biết đến mà thôi nhưng mà các bạn cũng đừng quên là chính cựu tổng thống donald trump cũng đã nói là hoa kỳ nên có chiến lược lưu trữ bitcoin cho quốc gia nó đã từ từ trở thành một cái gì đó chúng ta nghe không còn lạ nữa các bạn và david bailey nhận định là chỉ còn vài tháng nữa là có quốc gia tham gia thị trường crypto quy mô lớn không phải là chỉ những quốc gia nhỏ như là Salvador và các bạn chúng ta sẽ có những quốc gia quy mô lớn hơn họ lưu trữ bitcoin như là họ lưu trữ vàng và viện nghiên cứu phi đảng phái bpi công bố báo cáo ủng hộ việc hoa kỳ xây dựng dự trữ bitcoin trong ngân khố quốc gia gọi bitcoin là vàng kỹ thuật số các bạn và tính chất phi tập trung bảo mật và nguồn cung hạn chế của bitcoin làm cho nó khác biệt với các tài sản dự trữ truyền thống đây là điều được nêu ra bởi cái báo cáo đến từ bpi và họ nói là với cái mức độ chấp nhận đáng kể vào năm 2024, vai trò của Bitcoin như là một tài sản trung lập ngày càng gia tăng trong bối cảnh rủi ro tài chính, hệ thống và căng thẳng địa chính trị. Trong khi các quốc gia đối đầu, tích lũy vàng truyền thống Hoa Kỳ có lợi thế chiến lược bằng cách nắm giữ Bitcoin như là một loại vàng kỹ thuật số. Thì cái họ nói đến là Hoa Kỳ đã tích lũy rất nhiều vàng này các bạn. Hoa Kỳ là quốc gia mà lưu trữ rất nhiều vàng hiện bây giờ. Và nhiều quốc gia khác nên họ vẫn đang tích lũy vàng để mà theo kịp thì Hoa Kỳ có thể lợi dụng cái thời điểm này để tích lũy Bitcoin các bạn. Đây là một cái lợi thế. Đó là được đưa ra bởi cái viện nghiên cứu phi đảng phái BPI này một lần nữa các bạn thấy được là những cái suy nghĩ liên quan tới là tích lũy Bitcoin cho quốc gia hay là những quỹ hưu trí đầu tư về Bitcoin nó đã không còn là một cái gì đó gọi là điên rồ nữa các bạn. Và chắc đi rất lâu rồi Thuận đã chia sẻ với các bạn là cái điểm đến cuối cùng đó là chúng ta sẽ thấy những quốc gia lưu trữ Bitcoin. Trước đây đó, kêu nói như vậy đó, thì nghe rất là mơ hồ, có thể là Thuận suy nghĩ viễn vong các bạn nhưng mà nó đã từ từ hiện ra trên mặt chúng ta rồi. Và chúng ta cũng có cái thông tin là công ty semi scientific đây là một công ty không có liên quan gì đến tài chính các bạn họ là một công ty mà họ sản xuất những cái mặt hàng liên quan đến y tế họ cũng đã áp dụng chiến lược tích lũy bitcoin các bạn và họ đã mua thêm 49 bitcoin với giá là 3 triệu đô la nghe có vẻ là không nhiều các bạn đương nhiên 3 triệu là con số rất là lớn đối với một cá nhân nhưng mà đối với một công ty đó thì không có nhiều nhưng mà các bạn cũng nhớ là những công ty như là chúng ta nói tới made planet của nhật bản thì mới đầu họ cũng tích lũy dài bitcoin hơn các bạn thì người ta cũng cười nhưng mà các bạn thấy được là mọi thứ trong đầu tư đó nó luôn từ từ rồi đột ngột các bạn các bạn thấy được là họ cũng đã tăng tốc lên rất là nhanh để mà tích lũy càng ngày càng nhiều bitcoin hơn và Samsung Scientific đó, thì các bạn thấy được vẫn trên con đường tích lũy ngày lại càng có nhiều công ty công khai tức tuổi Bitcoin khôi các bạn và nói tới quỹ hưu trí đó thì chúng ta thấy được là theo hồ sơ của SEC thì quỹ hưu trí của bang Michigan vẫn giữ 7 triệu đô la trong những quỹ Bitcoin ETF. Nó khác với lại cái thông tin thông dự chia sẻ với các bạn liên quan tới Vương quốc Anh tại vì ở Vương quốc Anh không có Bitcoin ETF cho nên cái công ty đó họ phải mua Bitcoin trực tiếp các bạn và tự lưu trữ khóa cá nhân. Nhưng mà ở Hoa Kỳ thì có Bitcoin ETF và quỹ hưu trí của tiểu bang Michigan cũng đã đầu tư vào Bitcoin ETF các bạn. Họ đã đầu tư cái tiền mấy tháng rồi và cái thông tin là các bạn thấy được là mỗi khi mà chúng ta kết thúc một quý thì những cái quỹ quản lý mà hơn 100 triệu họ phải công bố là họ đang lưu trữ tài sản gì. Thì chúng ta cũng thấy được là Michigan thì bây giờ họ vẫn đang giữ cái số lượng Bitcoin ETF mà họ đã mua trước đó. Và điều thú vị đó là họ không có mua thêm Bitcoin ETF nhưng mà họ lại mua thêm Ether ETF và họ mua con số còn nhiều hơn các bạn. Họ lưu trữ 7 triệu đô la Bitcoin ETF nhưng mà họ đã mua thêm trong quý mới đây. 10 triệu đô la từ ETF các bạn. Đây là quỹ hưu trí đầu tiên mà chúng ta biết đã làm điều này và số tiền đầu tư vào Ether đã còn nhiều hơn cả Bitcoin các bạn. Đây là một cái điều mà Thuận cảm thấy bất ngờ. Như Đình thường đã chia sẻ đầu video với các bạn, chúng ta thật sự có nhiều cái thông tin tốt ngày hôm nay. Chỉ là bây giờ đó mọi người họ đều chỉ chăm chú đến kết quả bầu cử ngày mai sẽ như thế nào. Và kế đó là liên quan đến Fed làm gì các bạn. Cho nên những cái tin tức tốt này cũng không có được nói tới rộng rãi hiện bây giờ. Nhưng mà đây là cái tin tức tốt dài hạn các bạn cho thấy được là cho dù kết quả bầu cử ra sao đi nữa, cho dù là Fed quyết định gì đi nữa các bạn nhìn thấy được là những cái bước gặp để mà hình thành thị trường này đã vẫn tiếp tục được đẩy xuống và chúng ta được là chúng ta tiếp tục trên con đường tiến tới Bitcoin crypto ngày càng được quan tâm nhiều hơn và chấp nhận rộng rãi hơn các bạn nhất là trong giới đầu tư và chúng ta cũng đã thấy được là từ đầu năm tới bây giờ đó chúng ta đã có một năm rất là thành công nếu chúng ta nói tới số tiền đến thì những tổ chức các bạn những tổ chức đó họ đã đầu tư tổng cộng dựa theo con share đó là khoảng 29,2 tỷ đô la Đương nhiên họ đầu tư phần lớn là vào Bitcoin các bạn trong số 29 tỷ đó đó thì từ đầu năm tới bây giờ 27.6 tỷ là đi vào những quỹ liên quan tới Bitcoin kế đó là Ethereum 758 triệu các bạn và kế đó là những cái đồng nhỏ hơn nhưng mà các bạn thấy được đây là một con số rất là đáng kể năm nay cho dù là các bạn hiện bây giờ đang có cảm giác gì, gì nữa các bạn cảm thấy là không được thoải mái tại vì chúng ta chưa có biết kết quả bầu cử như thế nào nhưng mà khi các bạn nhìn lại từ đầu năm tới bây giờ là một năm đã rất thành công. Thành công về giá Bitcoin đã có sự tăng trưởng các bạn. Thành công về vì chúng ta đã có cái sự tiến bộ liên quan tới đã có Bitcoin và Ether ETF. Chúng ta có những cái công ty phố Wall họ đã cực lực ủng hộ hiện bây giờ. Chúng ta có những quỹ lương hưu họ cũng đã đầu tư vào Bitcoin, vào Ethereum. Chúng ta có những quốc gia họ lên tiếng ủng hộ và họ tiếp tục ra những cái quy định thân thiện hơn với thị trường này nhìn vào góc cạnh nào đây nữa đó năm 2024 này là một năm rất là thành công các bạn mặc dù là có thể các bạn đang lưu trữ một đồng nào đó nó không có tăng trưởng như là mong đợi nhưng mà về tình hình chung crypto đó năm nay là một năm mà đã có nhiều sự tiến bộ rồi các bạn và chúng ta cũng thấy được là công ty đào bitcoin là công ty riot thì họ đã công bố họ đào được 500 để năm bitcoin trong tháng 10 và đến cuối tháng 10 đó thì công ty này đã lưu trữ 10.928 BTC đã tăng so với lại 10.427 Bitcoin của tháng trước công ty này đã, đã, không bán bất kỳ Bitcoin nào trong hai tháng qua các bạn thấy được là không phải công ty đào Bitcoin nào họ đào xong cũng bán hết cái số lượng Bitcoin trên sàn OTC thật sự có hạn các bạn tại vì một trong những đơn vị bán thường xuyên là những công ty đào nhưng mà không phải công ty đào nào họ cũng bán đâu các bạn Riot là một trong những ví dụ đó và chúng ta cũng có cái thông tin hôm nay thường sẽ dẫn các bạn đi vòng quanh thế giới một lần nữa chúng ta có thông tin liên quan tới tập đoàn viễn thông lớn nhất ở châu Âu đó chính là Deutsche Telekom và Benghos Messler thử nghiệm đào Bitcoin bằng cách sử dụng năng lượng dư thừa. Khi mà thường nhìn cái logo này đó, thường tưởng đâu là chúng ta đang nói tới T-Mobile các bạn, công ty viễn thông ở Hoa Kỳ. Nhưng mà không phải các bạn, đây là công ty Deutsche telecom Họ đã muốn thử nghiệm đào Bitcoin khi mà có năng lượng dư thừa. Các bạn cũng đã thấy được là càng ngày người ta càng hiểu hơn vai trò của Bitcoin như thế nào. Không phải là chỉ trong danh mục đầu tư các bạn mà vai trò của Bitcoin đó trong cái bối cảnh liên quan tới điện thì như thế nào các bạn những cái câu nói không có chiều sâu như là Bitcoin lãng phí năng lượng đó đã từ 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 tan biến đi các bạn vẫn còn người dùng những cái đó nhưng mà nhìn kỹ hơn đó thì các bạn sẽ được là câu chuyện nó không đơn giản như vậy Bitcoin không có lãng phí năng lượng không có Bitcoin đó thì mới lãng phí năng lượng các bạn tại vì chúng ta có rất là nhiều nơi có nhiều năng lượng dư thừa không có người sử dụng các bạn và không cách nào để mà dự trữ năng lượng đó hết và cũng không cách nào để mà di chuyển năng lượng đó đến những nơi mà cần thiết cách tốt nhất đó là chúng ta cần một cái gì đó để có thể lưu trữ được năng lượng đó và Bitcoin là một trong những thứ có thể đổi năng lượng thành một cái dạng tài sản các bạn và sau đó dạng tài sản này có thể là được phân phối đi những nơi mà cần thiết đó là một cách để mà lưu trữ năng lượng chúng ta cũng có thông tin liên quan tới ngân hàng nhà nước Pakistan họ cũng đã đề xuất một khung pháp lý để mà công nhận tài sản kỹ thuật số bao gồm cả crypto như là các hình thức tiền tệ chính thức các bạn. Đề xuất này đã sẽ hợp pháp hóa việc sử dụng các loại tiền kỹ thuật số như là Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp. Đây là điều mà rất là quan trọng các bạn tại vì phần lớn những quốc gia đó họ chỉ công nhận crypto là một tài sản mà thôi rất ít quốc gia công nhận là một cái tiền tiền hợp pháp các bạn thấy được là quốc gia dẫn đầu chính là Salvador bây giờ Pakistan họ đang nghĩ đến điều này và điều quan trọng hơn nó đây là một cái sự thay đổi đáng kể so với cảnh báo trước đây của họ về crypto các bạn trước đây đó Pakistan hoàn toàn không ủng hộ crypto bây giờ đó họ lại nghĩ đến việc là muốn công nhận crypto làm tiền tệ chính thức một sự thay đổi 180 độ luôn và chúng ta cũng có thông tin đến từ một cái liên hiệp công ty các bạn chúng ta có công ty Hood, sang Kraken và công ty Paxos và một số công ty crypto khác đó họ sẽ cùng nhau ra mắt một cái đồng global dollar các bạn USDG trên Ethereum thật ra thuận cũng chưa có thấy những cái thông tin chi tiết cái đồng này hoạt động như thế nào các bạn nhưng mà những công ty này không phải những công ty nhỏ đâu các bạn khi nào có chi tiết thuận sẽ chia sẻ và đây sẽ là một đồng được phát hành trên mạng lưới của Ethereum và nói từ Ethereum đó thì uh, chúng ta thấy được là 21 shares cũng đã đưa ra một nhận định họ ví Ethereum như là Amazon những năm 1990 khi mà tiềm năng chưa được nhiều nhà đầu tư nhận ra. 21 share cho rằng là quỹ ETF Spot Ether sẽ thu hút mạnh mẽ khi mà nhà đầu tư hiểu rõ hơn về Ethereum dù vốn hóa của Ether hiện tại đã chỉ bằng 6,25% của Amazon mà thôi nó có lợi thế nhờ 200.000 nhà phát triển đang xây dựng hệ sinh thái. Nhiều nhà đầu tư đó vẫn thận trọng với lại Ether Spot ETF do thiếu sự rõ ràng về tiềm năng và cách sử dụng Ethereum, các dòng tiền vào Ether ETF đã chỉ đạt 9% so với lại Bitcoin trong 90 ngày đầu tiên. Tuy nhiên, những chuyên gia dự đoán là sự quan tâm sẽ tăng khi mà thị trường trưởng thành và Ether phát triển hơn. Thì các bạn thấy được là 21Share cũng là một trong những cái công ty mà họ phát hành những cái ETF. Và đối với lại Ethereum, đó, đây là cái đồng có vốn hóa lớn thứ nhì và thuận đã từng chia sẻ với các bạn nếu như mà đồng vốn hóa lớn thứ nhì là ether cũng không có thành công thu hút dòng tiền đến từ phố đó thì những cái đồng còn lại rất là khó các bạn tôi nghĩ là cái vấn đề khó nhất bây giờ đó chính là những nhà đầu tư phố họ không có thể hiểu được là lý do tại sao họ nên đầu tư vào Ethereum Tại vì các bạn thấy đối với lại Ethereum đó, thì nhiều người nói đây là một cái nền tảng hợp đồng thông minh cũng giống như là những bạn nào yêu thích Solana hay những đồng khác nó cũng nói đây là nền tảng hợp đồng thông minh các bạn có thể dùng để mà tham gia vào DeFi dùng để mà tham gia vào Lending hay là các bạn có thể dùng à, làm phí gas để mà sử dụng những dùng phi tập trung vân vân những cái đó đều đúng các bạn nhưng mà cái vấn đề lớn nhất đó là nếu như Thuận là một người mà đầu tư vào quỹ Ether ETF thì Thuận sẽ trả lời là nhưng mà Thuận đâu thể nào dùng Ether trong cái quỹ ETF để làm những gì bạn nói được Trên căn bản đó khi mình thường mua Ether ETF, nó chỉ là một mảng đầu tư mà thôi thường không thể nào mà dùng cái số lượng Ether đó thậm chí cũng không đem stake được luôn. Thì nó đâu có lợi gì đâu. Các bạn thấy được đó là một cái sự khác biệt rất là lớn mà những người đầu tư forward đó họ chưa có cảm thấy là thuyết phục. Tại sao mà cần phải đầu tư thêm vào Ethereum trong khi Bitcoin rất dễ hiểu các bạn. Bitcoin là gì? Thì các bạn nhìn thấy được là đối với những nhà đầu tư forward đó họ có thể nghĩ đơn giản Bitcoin là vàng điện tử, Bitcoin là tài sản lưu trữ giá trị đơn giản như vậy mà thôi nó đơn giản hơn là ether rất là nhiều tôi nghĩ đó là cái vấn đề liên quan tới tiếp thị của ethereum các bạn và tôi nghĩ là chắc là phải đợi cho đến khi mà bitcoin đến một mức giá nào đó thị trường thật sự là sôi động như thường nói mức giá bây giờ tuy đã giảm so với cái mức giá cao tuần trước đó các bạn chúng ta lên tới mức là 73.000 đô hôm nay đang mức giá là xoay quanh 68.000 đô nhưng mà cái mức giá này cũng gần như là cái mức giá đỉnh của năm 2021 và theo chu kỳ 4 năm thì chúng ta đang ở cái mức mà chúng ta đăng lý đâu là nên ở hiện bây giờ vẫn tiếp tục chu kỳ 4 năm cho đến thời điểm hiện bây giờ nhưng mà cái sự sôi động nó đã không có các bạn thì tôi nghĩ là chừng nào thị trường sôi động thật sự trở lại đó, thì chúng ta mới thấy dòng tiền đi vào Ethereum bây giờ đó thì vẫn chưa chúng ta chỉ bắt đầu thấy BlackRock bắt đầu để ý đến chúng ta thấy được là dòng tiền duy nhất vào Ethereum thường xuyên đó chính là đến từ BlackRock chúng ta bây giờ hãy chuyển qua Đài Loan đi thì quỹ ban giám sát tài chính Đài Loan sẽ ban hành các quy định mới vào tháng 1 năm 2025 để yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ crypto phải hoàn tất đăng ký tuân thủ thực hiện các biện pháp và quy trình nhằm ngăn chặn và phát hiện những hoạt động rửa tiền. Nếu không tuân thủ đó có thể sẽ bị phạt hình sự bao gồm cả án tù lên đến 2 năm. Và giám đốc bộ phận chứng khoán của Đài Loan cho biết việc niêm yết và hủy niêm yết các tài sản tiền điện tử sẽ được giám sát chặt chẽ hơn và cơ quan quản lý sẽ yêu cầu người lưu ký crypto phải đưa tài sản của khách hàng vào quỹ tính khác hoặc là tách biệt khỏi tài sản của nền tảng cái này là điều cần thiết các bạn chứ nếu không sẽ diễn ra những cái sự kiện như là ftx tại vì tài sản của công ty với lại tài sản khách hàng nó không có được chia ra đồng thời ủy quyền cho một cpa đây là một cái công ty chuyên về kế toán kiểm toán các bạn phát hành báo cáo hàng năm về tài sản của khách hàng để đảm bảo là họ có cái số lượng tài sản mà khách hàng đã gửi vào đó và nó không bị di chuyển đi đâu không có tham gia vào những cái dịch vụ landing hay gì hết dẫn đến những cái sự kiện như là chúng ta nói tới tv capital đã xảy ra dẫn đến hàng loạt công ty phá sản vào năm 2022. Nói chung đó thì một mặt chúng ta thấy được là một số những quốc gia họ đã tăng cường thêm những cái quy định. Một mặt khác đó chúng ta nhìn về cái phương diện tích cực thì có nghĩa là những quốc gia này họ hiểu crypto đã xuất hiện và không đi đâu hết. Bây giờ chỉ là cái việc liên quan tới đánh thuế và quản lý mà thôi chứ còn crypto sẽ không biến mất. Và nói tới Singapore đó chúng ta cũng thấy được là cơ quan tiền tệ Singapore sẽ triển khai các biện pháp thúc đẩy token hóa bao gồm thành lập mạng lưới thương mại, phát triển hạ tầng thị trường và hỗ trợ các cơ sở thanh toán chung cho tài sản token hóa. Dự án Project Guardian của cơ quan tiền tệ Singapore đã công bố hai khung hướng dẫn triển khai token hóa trong thị trường nợ và đề xuất thực hành tốt nhất cho các quỹ token hóa. Token hóa vẫn là một cái xu hướng của nhiều quốc gia, nhiều công ty hiện bây giờ và chúng ta nói tới token hóa đó thì các bạn thấy được là ngân hàng toàn cầu Citigroup và Fidelity International đây là công ty nó khác với công ty Fidelity Investment các bạn chỉ là trùng tên mà thôi Fidelity International là một công ty quản lý tài sản trị giá 862 tỷ vẫn là công ty rất là lớn các bạn đã phát triển một bằng chứng ý tưởng Proof of Concept cho quỹ thị trường tiền tệ trên chuỗi bao gồm một giao dịch hoán đổi ngoại tệ kỹ thuật số thường vẫn chưa rõ nó hoạt động như thế nào các bạn tại vì các bạn thấy được là cái bước đầu tiên đó, thì hầu hết mọi người họ đều thô kinh hóa những cái quỹ tiền tệ dựa theo công trái phiếu của hoa kỳ có nghĩa là cũng như các bạn mua công trái phiếu chỉ là các bạn sở hữu cái thô kinh đó nó sẽ giúp ích cho việc uh, di chuyển nhanh hơn và xác thực ai à, là chủ sở hữu nhanh hơn nó giảm chi phí những công ty nhưng mà bước kế tiếp đó là không phải đơn giản như vậy các bạn nó sẽ có những cái chức năng là hoán đổi có thể là các bạn không cần phải rời khỏi chuỗi. Giống như là một ai đó họ đang lưu trữ quỹ tiền tệ của Franklin hay là của Blackrock đi, thì uh, trong đó có những cái công trái phiếu, thì khi mà họ bán đó, bây giờ họ bán thì sẽ di chuyển uh, ra ngân hàng các bạn. Nhưng mà sau này họ có thể là đổi những cái token đó thành USDT hay là USDC và họ có thể dùng cái đó để mà tham gia vào những cái ứng dụng DeFi và thậm chí họ có thể là đổi đồng USDC đó ra thành đồng Euro hay gì đó, kia được số các bạn. Đó là cái điều mà được nói đến ở đây chi tiết như thế nào đó khi mà thường có thông tin thường chia sẻ thêm với các bạn nhưng mà bây giờ, giờ chúng ta hãy cùng nhau xem coi là tình hình bitcoin etf như thế nào và đó là một màu đỏ các bạn chúng ta chưa có thống kê từ blackrock và các bạn thấy được là ngay cả ngày thứ sáu đó khi mà chúng ta thấy là hầu hết các quỹ đều bán thì blackrock đó tuy là không có thu mua nhưng mà họ cũng không có bán các bạn ngày hôm nay đây chúng ta thấy được là các quỹ đều thi nhau bán chúng ta có những quỹ lớn như là Fidelity, đi Bitwise đều bán hết các bạn và chúng ta đang chứng kiến dòng tiền âm là lên tới 970 triệu hiện bây giờ ngoại trừ là BlackRock đây thu vào 600 triệu hôm nay khả năng cao là một ngày mà có dòng tiền âm các bạn nhưng mà điều quan trọng là BlackRock vẫn tiếp tục là một quỹ hoàn toàn khác biệt các bạn khi mà những quỹ khác hoảng loạn bán thì BlackRock một là không động tĩnh, hai là vẫn tiếp tục thu mua. Về Ether thì sao các bạn? Để refresh lại, chúng ta nhìn thấy được là Ether đó thì uh, chúng ta có cái lực bán đến từ Rayscale có đó không có gì gọi là bất ngờ, nhưng mà chúng ta lại có một lực bán lớn đến từ phải đeo đi và ngay cái quỹ Rayscale Mini các bạn, cái quỹ mà có phí rất là thấp là 0.15% thì hiện bây giờ chúng ta đang chứng kiến dòng tiền âm cũng khá là mạnh cho Ether, có thể là nói là mạnh nhất từ khi mà bắt đầu tới bây giờ là 74 triệu các bạn. Chúng ta không biết BlackRock sẽ có đồng tĩnh gì, Nói chung đó, thì hôm nay là một ngày rất là tệ cho cả Bitcoin và Ether ETF. Và còn về phần trăm có lời thì sao các bạn? À, chúng ta cũng có thể đoán được là bây giờ phần trăm có lời lại điều chỉnh xuống nữa. Chúng ta có nhìn thấy được là phần trăm Bitcoin có lời ra bây giờ đã điều chỉnh xuống là 90.65% rồi khỏi dùng màu đỏ rồi các bạn dùng màu đỏ là hơn 95% thì bây giờ là chúng ta có mức là 90.65% Bitcoin trong có lời dựa theo Classno ở mức là khoảng 67.700 đô như là cái mức giá hiện bây giờ và có một cái drama uh, đang diễn ra hiện bây giờ mà tôi cũng muốn dành ở thời gian để mà chia sẻ với các bạn thì có một người đó có tên là Simon, người này đó là CEO của công ty Moonrock Capital thì Simon đã lên trên Twitter và nói là đã nói chuyện với lại một cái dự án không có nói rõ dự án nào mà dự án này cũng rất là lớn thì cái dự án này đó đã nói chuyện với lại sàn Binance là gần cả năm luôn để có thể là đưa cái token đó lên trên sàn Binance nhưng mà cuối cùng thì sàn Binance đã đòi hỏi là cái token đó phải giao 15% của tổng cái số lượng token cho sàn Binance có nghĩa là phải trả cái mức là 50 tới 100 triệu đô la để có thể là lên trên sàn Binance thì các bạn thấy được là cái người này lên đây đó để mà phản ảnh tại sao mà một sàn giao dịch lại tính cái phí mắc như vậy và sau đó, đó thì các bạn thấy được là Brian Armstrong đó nghĩa là CEO của Coinbase đó là à nhưng mà một cái token có thể được list trên sàn Coinbase miễn phí trả lời cái uh, tweet từ Simon này các bạn nhưng mà ngay sau đó đó chúng ta lại có hai người thứ nhất là Andre Conte thì uh, Andre Conte là cái người mà rất nổi tiếng trước đây các bạn đã nhớ là khi mà cái you forming nổi tiếng đó thì uh, Andre Conte là người mà đã, đã tạo ra vào Finance và một trong những người mà rất là nhiều người quan tâm thì nói là Binance thật ra không có tính phí khi mà list token. Nhưng mà ngược lại đó thì Coinbase đã từng đòi 300 triệu, rồi 50 triệu, rồi 30 triệu và gần đây nhất là đòi 60 triệu để có thể list token. Cho nên Coinbase tính phí rất là đắt. Binance thì hoàn toàn miễn phí khác với lại cái thông tin được chia sẻ bởi Simon các bạn của Moonrock Capital thì ngay bên dưới này là thường không biết là Justin Sun hay gì hết nhưng mà Justin Sun nói là Binance không có tính phí khi mà list token Tron nhưng mà Coinbase thì lại đòi hỏi là 500 triệu token Tron, nghĩa là 80 triệu đô la và đòi hỏi là phải có 250 triệu Bitcoin gửi vào Coinbase Custody đây là cái uh, bộ phận lưu trữ tài sản của Coinbase cái này gửi vào đó để mà lưu trữ mới thôi các bạn chứ không phải là lấy nhưng mà các bạn thấy được là đây là cái sự chia sẻ đến từ Justin Sun nói chung đó, chúng ta có hai phiên bản khác nhau một bên đó thì nói là Binance tính phí rất là đắt từ Simon của Moonrock Capital một bên đó thì nói là Binance tính phí là không đô la nhưng mà Coinbase tính phí rất là cao nhưng mà Coinbase lại phản bác lại các bạn nói là những gì được chia sẻ đó thì hoàn toàn không có đúng sự thật Coinbase không có tính phí khi mà list token có thể là Andre Conje và Justin Sun đã nói chuyện với lại một người lừa đảo nào đó ở Coinbase hay là không phải làm việc cho Coinbase nói chung đây là một sự drama lùm xùm hiện bây giờ các bạn nhưng mà nếu đó là sự thật đó, thì wow nếu như mà list một token mà tốn tới mấy chục triệu mấy trăm triệu rồi con số rất là đắt và hôm nay thường sẽ ngưng video này ở đây để mà lấy sức các bạn ngày mai là một ngày mà sẽ rất là bận rộn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn ủng hộ và tìm hiểu những ưu đãi trình riêng cho cộng đồng của thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit OKX, XM, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sao giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền kinh sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.